Chị Lan có hỏi trên về cái vấn đề là personal loan, có nghĩa là vay cá nhân đó. Ok, thì trên nói trước là bên trên chỉ làm việc với những cái việc là hồ sơ vay kinh doanh, vay làm ăn, vay đầu tư bất động sản thôi. Còn những cái vay cá nhân đó thì trên không có làm, nhưng mà trên có thể biết một số thông tin và trên muốn chia sẻ cho mọi người. Cái điểm thứ nhất là Lan có nói là chị Lan cần vay personal loan và không có muốn chứng minh bất kỳ cái gì hết. Ok, thứ nhất, đã vay personal loan là một cái rủi ro lớn cho cái người đưa tiền ra rồi, mà còn thêm một cái thông tin là không muốn bất kỳ một cái chứng minh cái gì hết, thì đó là một cái rủi ro càng cao hơn. Và khi đụng tới rủi ro cao ngất ngất như vậy đó, red flag như vậy đó, thì mọi người biết không, trong cái giới mà financing cho vay vốn á, thì nó thứ nhất là không vay được. Ok, tại vì khi mà đã vay mà không biết làm ăn hay trả nợ hay cái gì đó mà còn không chứng minh gì đó hết nữa, thì thứ nhất là có thể là không vay được. Thứ hai nữa, nếu mà anh chị em vay được trong tình huống này thì Trên phải nói cái chữ nó giống giống như là vay nóng mà vay chợ đen á, thì quả mai mới gọi là vay, chứ còn lại là vay bình thường thì nó không có đâu. Đó là thứ nhất. Khi mà chị Lan nói như vậy thì em hơi lo nha chị Lan. Em rất là lo, tại vì mình thứ nhất là khi mà mình làm ăn, mình vay 10 đồng, mình làm ra 20 đồng thì mình mới vay, chứ còn còn vay mà cá nhân là rất là nguy hiểm. À, mình xài cá nhân thôi, mình làm những cái việc mà không ai xác minh được mình làm việc gì hết thì nó rất là nguy hiểm. À, khi mà Trên nói những cái điều này thì giống như là tâm sự, giống như là hai chị em trong gia đình vậy đó. Một người mà đi vay không phải là vay làm ăn, vay đầu tư thì Trên rất là lo. Vay cá nhân thôi, không có một cái mục đích gì làm lợi từ cái số tiền mình vay hết, nó rất là nguy hiểm. Thứ hai mà thêm một cái câu nữa là chị muốn vay mà chị không muốn bất kỳ một cái chứng minh gì hết thì nó càng nguy hiểm hơn. Trên không làm nhưng mà Trên hơi lo. Khi mà Trên lo như vậy thì Trên phải làm video để chia sẻ với những anh chị em mà có cái ý định vay cá nhân mà không chứng minh cái gì hết, thì nó vẫn có cách chứ không phải không, nhưng mà cách nó như thế nào thì tùy cái hồ sơ mọi người. Thứ nhất là mọi người có thể vào trong cái ngân hàng của mình, địa phương của mình xin apply một cái personal loan. Thứ nhất, theo quy định của luật của Mỹ đó thì chỉ có ngân hàng mới có thể dám cho personal loan thôi, chứ còn những người loan agent về cái level về kinh doanh, về đầu tư thì không không được phép mà mọi người. Nó thuộc dạng consumer loan, dành cho những người người dân sống bình thường, họ cần vay một cái số tiền nào đó cho cái vấn đề cá nhân của họ thôi. Đó là cái điểm thứ nhất, đi vào trong ngân hàng địa phương của mình apply một cái personal loan. Khi apply một cái personal loan thì họ sẽ check điểm credit nè, họ sẽ check được cái relationship, cái mối quan hệ bao lâu nay giữa họ, ngân hàng và anh chị em. Ok, và họ check được luôn số tiền mỗi ngày, mỗi tháng anh chị em có trong đó là bao nhiêu, để coi thử được là họ có xác minh được cái mối quan hệ này, và cũng như là họ xác minh được cái khả năng chi trả của anh chị em này là không. Và họ cũng sẽ đụng tới giấy thuế nè, đúng không? Tùy họ cho vay khoảng vài chục ngàn thôi, ví dụ như thế, tùy tùy cái cá nhân của anh chị em, cái mức độ uy tín cũng như là cái khả năng nó như thế nào thì tùy. Ok, đó là cái option thứ nhất, cái sự chọn lựa thứ nhất. Cái điểm thứ hai là mọi người có thể xin một cái credit card, credit card, và cái credit card đó có thể lấy tiền mặt ra được. Ok, nhưng mà Trinh muốn nói cho mọi người biết có ba cái điểm mà Trinh muốn nói. Cái điểm thứ nhất là mình hãy tận dụng, có những cái chương trình credit card đó mà trong vòng 8 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng không có tiền lời. Nhưng mà mỗi tháng mình vẫn trả cái phần minimum và cái số tiền mình đã mượn thì mình phải trả rồi. Nhưng mà mình take note một cái là có những cái term và những cái credit card chương trình đó nó không có tiền lời trong vòng mấy tháng luôn. Thì mình cứ dùng tạm đi đã. Ok, giải quyết cái việc cá nhân của mình. Rồi mình trả sau. Mình không có tiền lời, có ai mà cho mình mượn mà không có tiền lời là mình mừng lắm rồi, đúng không? Trong cái trường hợp này, cái điểm thứ hai, nếu mà mọi người không có xài những cái việc mà giống như là xài Amazon, xài Starbucks, xài đi chợ đi đồ này, quẹt cái thẻ mà không dùng được cái thẻ credit card, mà mọi người muốn dùng cái tiền mặt á, ok, thì mọi người có thể cash out cái credit card line đó được. Ví dụ như họ cho mọi người 20 ngàn, mọi người có thể lấy hết được 20 ngàn đó, nhưng
take note nè, lưu ý nè. Cái điểm thứ nhất, trước khi mà cái phần cash out đó ra đó, thì cái nợ, ví dụ như họ cho mình 8 tháng là không có tiền lời, thì từ tháng thứ 9 trở đi, mọi người nhớ là interest rate, cái lãi suất của credit card, nó khoảng dao động từ 15% đến 18% tiền lời mỗi năm, được chưa? Còn khi mà mọi người lấy cái credit card rồi mà mọi người muốn lấy tiền mặt ra khỏi cái credit card đó thì nó càng rủi ro hơn, thì ngân hàng nó sẽ trả từ 24% đến 28-29% tiền lời mỗi năm, mọi người nhớ không? Nên rất là nguy hiểm, cái gì mà nó càng dễ cho mình, cái gì mà nó càng thuận tiện cho mình thì sao, người ta make money ngay chỗ đó, nhớ chưa? Người ta sẽ make money, người ta sẽ kiếm tiền với mình ngay chỗ đó đó. Nên phải rất là cẩn trọng. Sau khi mà mọi người lấy được cái credit card đó rồi, mọi người nói với cái người banker đó thì xin một cái super check, hoặc là cái tên của nó là super check hoặc là convenient check. Đấy là hai cái, either one. Mọi người có thể chọn một cái tên để nói cái này họ không hiểu thì nói cái kia, convenient check. To cash out, to cash advance, lấy hết tiền mặt ra trước, xài. Ok, họ sẽ trả 4% cái tiền phí khi mà họ làm cái service đó cho anh chị em. Có nghĩa là nhận được cái check đó rồi, anh chị em viết cái tên là pay to, là trả cho ai, đúng không? Trả cho Jennifer Nguyễn ví dụ như là, hoặc là viết tên cá nhân của anh chị em luôn ở trong đó, số tiền là bao nhiêu, anh chị em deposit cái check đó từ cái ngân hàng mà đưa cho anh chị em sau khi lấy được cái credit card đó. Ok, thì anh chị em có thể deposit số tiền mặt đó vào trong ngân hàng, từ đó rút ra làm gì thì làm. Nhưng mà chỉ nhớ lãi suất của những cái chương trình cash advance extremely high, cực kỳ cao, cao nhất trên cả một cái thị trường vay vốn luôn. Ok, nó thuộc một cái dạng rất là high risk, rủi ro quá lớn. Anh mượn, thứ nhất anh không có đầu tư, anh không làm ăn ra tiền, mà anh mượn với tư cách cá nhân. Thứ hai, anh lấy tiền khi mà anh không qualify, anh không có nộp giấy thuế, anh không có tài sản thế chấp. Ok, nên khi mình đi vào một cái chương trình nào đó, một cái lãi suất cao nào đó, thì mình phải hiểu tại sao nó cao. Và nếu mà mình là một cái người có ý chí và có chí hướng, có mục đích và có tương lai, thì mình sẽ định hình lại được cái hồ sơ tài chính cá nhân của mình. Mình phải làm lại, mình phải sửa lại. Ok, lấy tạm thời bây giờ để mà xoay sở trong cái việc cần cá nhân của anh chị. Nhưng mà về lâu về dài, mình phải coi lại, coi lại để mà chuẩn bị chính mình, sửa chữa lại chính mình, để cái vấn đề về tiền bạc anh chị em. Thực sự khi mà trên làm trong cái ngành mà nói về tiền mỗi ngày, sáng nói, trưa nói, chiều nói, tối khuya cũng nói, ok, thì Trinh đã gặp rất nhiều tình huống, rất nhiều khách hàng giàu có, nghèo khốn có, đủ mọi tình huống hết. Ok, nên đã sống với tiền mà không đủ tiền đã cực rồi, mà còn không có tiền, có ít tiền càng cùng cực hơn nữa. Nên vấn đề tiền bạc chúng ta phải khôn ngoan nha anh chị em, phải rất khôn ngoan. Chứ không cần biết là làm cái gì, nhưng mà đụng tới tiền bạc nó đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt, cả thời gian, cả tất cả những cái gì quý báu trong cuộc đời của mình đó, để đánh đổi, để lấy được cái đồng tiền đem về trong nhà của mình là vất vả. Nên Trinh hy vọng được rằng những cái video của Trinh, những cái điều mà Trinh thực sự chia sẻ cho cộng đồng của mình đó, tất cả chúng ta cùng nắm lấy, hiểu không? Nắm lấy để cải thiện đời sống của mình về vấn đề tài chính của mình. Ok, có bất kỳ câu hỏi gì cho Trinh biết nha. Bye mọi người.